Vô tí ba tê nhá. Hả? Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình đã quay trở lại chỗ chỗ trang trại ba bản. Thì như hôm kia đã thu hoạch ngô bản Tú Vi Ly, thì giờ bây giờ là các bản là từ thu hoạch đó mọi người. Từ thu hoạch thì hôm qua là cấn, là mình mắc cấn ở bần cấn ở ngoài kia, thì hôm nay là anh Thạch mới chạy ra lại cấn vào để chia ngô ấy, rồi là chia, gọi là bây giờ là người dân tự chia đây, vì có bác trưởng bản chẳng qua là mình cũng đến để mình quay một số video để cho mọi người xem thế thôi, chứ còn là bây giờ là để các bác là thu hoạch, vì người ta đi thu hoạch rất là sớm đấy, cho nên là mọi người tự chia nhau đưa, và không phải chia ở đấy đâu mọi người đấy, có số thì chia ở đấy, có số thì đưa về bản để mà chia đấy, vì đưa về bản để chia, còn những người nào đến sau công ấy, chỗ nào của nhà nào ấy, thì từ thu hoạch đây mọi người chia nhau thôi. Đấy, đây, ổi đây mọi người, trong trận sâu đáng tài bây giờ, ổi đây, ổi đỏ nha mọi người, ổi đỏ. Một trận quả rất là nhiều, các em nhỏ đứng sau này hái ăn cả ngày mà. Đấy, này, hư dời, ăn này vật hệt lúng tung lang tang đây đây. Đây, ổi này, hư dời. Nếu ở trong đáng tài bây giờ thì hiện tại là cái gì cũng có đầy đủ hết nha mọi người, đầy đủ hết, hết tất cả mọi thứ. Đấy, thì hiện tại là, đấy hình như là bản gù đang tiếp tục thu hoạch đấy cho mọi người. Đấy, ngủ này. Đây, mấy liều, cách mà tới xuôi. Có mẹ, cứ bắp nhưng mà đấy, ở đây cũng chặt hết đấy, chặt ngang, chặt đọt hết 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 tất cả luôn, đấy, bắp cũng rất là to luôn. Và nắng suất cái mùa này là cao gấp mấy lần những cái nắng suất của mùa trước cho mọi người, nói chung là cái mùi nắm là mùi thay đổi khác nhau. Có mẹ, tôi đúc anh, người ta thấy ra mì liều này, quý á, ừ giời, các bạn bắp ngô này, các em đang đi thu hoạch này, ừ giời, ta có ăn đi, chưa quá đắt à, đấy, chặt hết cơ luôn, từ trên xuống dưới đó thôi. Đấy em mung cái ve của đấy này, có mẹ. Mung cái ve, đấy bắp cho mọi người này. Một cái hai bắp này. Hôm nay thì lạ ở những con tưới này. Đấy. Một cái này là hai bắp mà bắp không phải bẻ đâu mọi người. Đây này. Đấy. Chúng là cái mùa năng suất mùa này là rất là đỉnh luôn. Toàn hai bắp cả nha mọi người. Toàn hai bắp như này hết. Ô sơ ba. Mung cái ve phát ra cho các bạn đi nè. Ok, lo chào các bạn đi tìm mừng game. Ô, chứ tìa đủ mê lưu đủ băng của đấy. Ô, sô bà. Đúng rồi, tôi đúng rồi. Tôi quay Induka. Induka, nào Sim. Ô, chứ tìa milho. Tá mà tìa milho. Ok. Já, olha só como é grande. Bué. Tem bué de milho aí. Sim. Bố vô sống, nó sống vô cua xí? Sí, sí. O povo, tu trabalhou muito, esse ano trabalhou muito mesmo. Não, esse bobo, hoje sống vô cua xí? Não, não. Os outros ainda vão, também vão, estão a receber milho, mas para depois, ah, para comer, já. Ah, dividir, já, colhe, já colheram, sim. Dividir de grupo? De grupo, sim. Ah, bác bảo là sim. Mỗi bản là chia, một hôm nay là 2-30 hồ chẳng hạn các bạn, là chia nhau đi thu hoạch, đấy là bây giờ là về trong trở về bản. Em chỉ DVD, thì ra depois levar do banco? Do banco, sim. Levar do banco DVD ou DVD aqui? Não, vamos dividir aqui, depois vamos comer. Ah, sim, sim. Se agora com... Sim, ah, agora não tenho mais fome. Tem boi de milho aqui. Milho assim? Agora bate pra mim, né? Grande. Este dois? É dois, é dois. Deu dois, sim. Dois por um? É só, sim. Dois uma pau? É um pau só. Vai agora, né? Pau. Aí, vou cair hai bap, né? Xê. Này nóng năm nay là cả ba bản nào cũng được mua, chứ bản nào cũng được mua. Esse tudo tá bem do som milho são grande. São grande, são grande. Ok. Sim. Sim, senhora. Agora fome como assim? Fome passou. Esse ano não temos mais fome. Já. Yeah. Já, yeah, então vamos depois de tirar esse milho, yeah, vamos meter mais outro produto. Aí, ah, sim, sim. Tira milho depois, esse para boi comer. É isso. Esse boi comer pau. Sim. Depois qual a coisa fica de verde e corta para boi comer. É isso. Qual a coisa outra, depois fazer trume. É isso, vamos fazer trume. Esse ano assim, só para ver como, esse 2024 vai mudar ou 2023 ou 2022? Antes. Aham, esse ano... Esse ano... Antes, tipo, 2023, milho... Não estava assim. Não, não estava assim. É. Esse ano tem bué de milho. É. Esse ano essa fazenda está rico. Ah, está rico, né? Está rico, já. Bảo, aí ela já rồi, ngô bắp nào, bắp đấy là cũng to hết tất cả các bạn. Eu ontem vê do Tú Vi Ly, muito grande assim. Sim, sim, é muito grande, muito grande. Tudo aqui são grande. É isso. Já cortar assim já? Já cortamos para ver bem. Ok. Sim, sim. Đấy, các bạn, đấy. Chặt hết toàn bộ cái chỗ gọi là cơ hết. Đấy, ngô bắp rất là đều luôn.
Đấy, bắp nói chung là mùa này là ba bản là bản nào cũng được mùa các bạn. Đấy là anh em mình cũng yên tâm phần nào cũng vui, và để cho mọi người có cái động lực các bạn, có cái động lực tiếp theo trong những năm tháng tới. Chúng ba bản bây giờ thì các bác trưởng bản cũng làm việc rất là nhiệt tình và có trách nhiệm rất là cao trong công việc. Agora sim, comer não mãe. Agora sim, vamos comer aí. Cái nó còn tươi cái. Esse ano não tem mais fome. À, không phải ở ngoài vỏ, trong này là cũng khô các bạn, nói chung là cũng thu hoạch đồng loạt cả rồi. O bairro do Bangu tem milho. Sim. E lá eu também do Intervilho tem milho. Já. Ah, não, fome não desapareceu. Đấy, bắp các bạn, bắp. Sim. Bắp ngô. Nói chung là còn là một số tươi thôi, còn lại là khô hết cả đây. São grandes. Muito grande. Đây là các bác là cũng chia theo từng hộ gia đình, gọi là một hôm nay là mấy chục hộ, 230 hộ thu hoạch được, ngày mai 230 hộ là cái thu hoạch dần dần này, là tập trung đưa về bản, mọi người tập trung đưa về bản vì còn có một số hộ đang bận một số việc đây là như thế nào đấy. Esse tipo hoje 20 a 20 casa, mai amanhã 20 casa, né? Sim, sim. Bateu depois leva tudo para o do banco. Sim, sim, do banco. Depois vou lá, bença com... Ah, é lá, tá alegre. Vamos comer bem. Esse ano não está como no ano passado. Ah. No ano passado sofreu, mas esse ano... Olha só, chefe Tony, olha só mim. Yeah. Então vamos, esse ano, assim vamos se dividir pouco a pouco. Yeah. Vamos comer. Ok. Não vamos ter mais fome. Fome sai, né? Não, fome sai. Lá, trong ba bản, bây giờ hiện tại là không đói đâu, mọi người, không đói. Gọi là đủ ăn thôi, đủ ăn. Lá, còn hôm sau nó sẽ... chuyển sang kế hoạch tiếp theo là vượt gọi là xóa đói thì bây giờ sẽ giảm nghèo đấy, sẽ là chăn nuôi phát triển nhiều hơn nữa, nhiều về chủ yếu là dê. Đấy, dê hiện tại ở đấy là cũng rất là năng suất cho mọi người đấy, từng hộ gia đình bố mẹ không đi được thì con đấy chặt hết toàn bộ cờ, nói chung là bây giờ ở đấy là mọi người biết hết, hầu như biết hết đấy, đứng đầu là các bác trưởng bản là nắm hết những cái quy luật cách trồng, cách thu hoạch như thế nào. Đấy, bắp thì năng suất rất là cao. Này, hai mọi người nhìn. Tudo são grande. É grande, é grande. Bản nào cũng như bản nào, bắp cực kỳ to luôn. Tudo é grande. Tudo são grande. É isso. Não, sim senhor, esse ano trabalhamos. Bà cứ bảo là yeah, năm yeah. nay sáu năng suất sim. Được được cái này. Hay là tôi phù hộ đấy. Yeah. Bắp đều thật đấy mọi người, đều. Tôi nhận đều thật đấy. Quả đều luôn. É assim. Muito milho mesmo. Muito? Muito milho. Tudo assim. Oh, vai lá. Uma tela, já. Tudo é milho. Vai até lá? Sim, sim. Okay. Aí mesmo foi também. Até lá. Lá sim. Também tem milho lá. Aí, có vẻ sim. Được vai tận ngô. Chúng một bản là được vai tận ngô đấy mọi người. Nói mừng để cho họ phải là có kinh nghiệm làm việc rồi. Đấy, ví dụ như cần rộng thêm thì mình sẽ hỗ trợ tiếp theo. Đấy, còn cách làm việc là mọi người hầu như là đã nắm hết rồi. Đấy, từ chặt cơ các bạn, từ chặt cơ hết tất cả, chặt ngang để cho khô, xong rồi thu hoạch. Cái cùng. À, tên kia là số ở bue. Quanto fila? Quanto fila? Là số đấy. Hư gì? Assim. Assim como é como assim mãe? Chopa. É muito grande. Aqui vamos já. Vem aí na chopa. Hư gì? Não, não atende. Muito grande. Cadê agora? Assim. Bapra đều luôn. Tá vendo? Bem grande tudo. Muito grande, isso tudo aí. Đều kia nha bạn, đều. Tôi nhận đều thật. Assim, dois bagos bản assim. Bản nào, ba, bốn bản nữa. Dois carros assim um quilo já. Liga? Assim mesmo, assim um quilo. Assim um quilo chega. Então, assim, porque sopa já... Sopa sempre aprende, depois vai aprender com bobo. Sim, sim, vamos aprender com bobo, sim, vamos cultivar. Yeah. Por um ano vamos meter mais aí, vamos meter muita coisa, vamos meter milho. É quando tirar milho, depois te meter mais aí? Aí vamos meter cebola. Cebola? Cebola também, podemos meter cebola. Cebola, depois mais aí? Depois de alho também, aquele como tem muito dinheiro. Sim. Depois de cultivar alho, vamos comer, vamos plantar, depois vamos vender. Ah, só sim. Mua ngô này, sẽ trong hành, đây là tỏi, các thứ cho mọi người. Đấy, để bán mua thêm là thức ăn, thức uống. Chúng bây giờ các bạn tự làm thôi. Anh em mình là chỉ có đi sao xem, để anh em mình đứng sau để xem thế nào. Đấy, không cần phải nói nhiều nữa. Vì các bạn là thừa biết, thừa hiểu trong vòng gần 2 năm rồi, 2 năm đấy mọi người. Gần 2 năm. Khoảng 1 năm rưỡi đây. Đấy. Đấy, nói chung như vậy là ổn đấy mọi người. Đấy, anh em mình có thể yên tâm đi hỗ trợ những cái bản làng tiếp theo. Vì hiện tại bây giờ là nói thật là cũng có rất là nhiều cái bản làng mới. Đã tìm anh em mình cái lúc kia mới khai hoang cái nông trại ở bốn bản ngoài kia. Đấy, anh em mình cũng chưa có thời gian, thì sắp tới đây anh em mình sẽ chia nhau ra và
vừa hỗ trợ 4 bản ngoài kia thêm nữa và thêm những cái bản mới nữa. Còn trong này 3 bản là tương đối là ổn định thôi. Ngay bây giờ là họ cũng giống như cái bản làng Đan Lạt vậy. Sau này là đứng đầu là các bác trưởng bản, những người là có kinh nghiệm và kiến thức, là người là đứng đầu, là họ chỉ huy người dân đi ra làm việc thôi. Khi mới có được là năng suất cao. Anh Ngô và bạn nhìn. Tudo grande, sopa. Pa. Tudo é grande. Aqui o cultivo foi bem corrido. Ah. Sim, foi. Foi? Sim. Foi bem. Até agora não sei como que vamos falar. Ah. No ano passado, como não tinha água, não, colhemos pouco. Sim. Mas esse ano, como a chuva choveu bem, yeah. E depois aqui, esse ano, tem a rega, tem uma rega aí, okay. Tem água, a água pode vir assim. Sim. Sim. Aí, bapra, mano, deu, luôn. Đấy. 10 bắp như một, hầu như là 10 bắp như một, nhưng mà đây, bắp nào cũng như bắp nào đấy, một cây hai bắp này. À, đây là hai cây hai bắp. Bắp này. Xe ba gác nữa để chở đi về đây, bạn. Ngô đây, cả thứ rất là nhiều luôn. Ổi, đặc biệt là ổi đấy, bạn. Đấy, không cần đúa lắm để hạt hò quá la đi gư trời mà về là tôi đúng không sinh mình là bác sinh em mình từ miền gì à anh ngồi nha bạn shop ba có về tôi đúng không ngồi bạn ngồi đây đều đây hạt hò kẻ cấn này gư trời. Không kể về chạy chồng hết à? Nhiều anh ơi. Ba mươi cân. Năm mươi cân. Ngay đây kia một nhà là một người là năm mươi cân. Đấy bản nào bản đấy là bây giờ là giờ còn ngố rất là nhiều đấy mọi người. Chào bà. Tôi mẹ. Estamos bem. Estamos bem, né? Está hoje a dividir também de milho? Estamos a dividir milho hoje. Ah, do aquele dia? Do aquele dia? Sim. Já leva? É, daquele dia, sim. Naquele dia levamos. Ok. Ok, agora hoje dividir aqui? Hoje estamos a dividir aqui. Não leva lá para o quê? Ah, pronto. Eu, na altura não tinha tempo de falar, de comunicar, mas hoje vamos dar a conhecer que tínhamos levado naquele dia. Sim, senhor. Yeah. Vai, agora. É verdade. Vamos lá, nhiều. Bắp đây, nhưng bắp ngô rất là đều nha mọi người này. Dạ. Cứ vô trong cái đàn đường. Đấy, cái đàn đi, cái đàn đi. Đấy, được. Gọi là mùa này là mùa năng suất nhất nha mọi người. Em sẽ kèm mùa, sẽ ta tiếp bù mì lưu tâm tu cái đàn đường. Tâm tu cái đàn, sí, sí. Em sẽ kèm cái lưu ya, thu xe lưu gà về aquí. Sí, sí, em sẽ kèm lưu ya está alugado. À, depois levar se vai lá. Sí, vai para lá. Hoje tem balança bem, né? Ah, tem balança. Estamos trabalhando na balança. Muito bem. Được, cái video không được là mình quay là các bác là đang chia để hôm nay là thuê xe chở về bên kia. Nhưng bây giờ là chia ở đây luôn, có cấn của anh thấy người ta chia ở đây luôn. À, chia mấy lần ấy. Em sẽ đi về DVD quantas vezes? Hoje é a segunda vez. Ok. Estamos a fazer a divisão. Mas ainda restou mais na labra. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ah, vẫn chê chứ, mà chia 3 lần rồi, vẫn chưa còn hết. Cuia, né? Cuia. Now, hoje eu também pergunto a você, agora tem muito simulela. Agora, se tem milho aqui do fazenda, vai ficar mais fome ou não? Não, não vamos ficar mais a fome. Estamos a gostar muito, porque nos deram muita comida, agradecemos muito. E sim, comida? Sim. Comida é aqui. Sim. Não mal meter para lá, tira a mim, batiu. É verdade. É certo. Não é? Sim. Aí, que gente ganha, muito bom, mano. Meu Deus, tudo bem? Vê, đấy các bạn ơi, trời ơi, sông grande tudo. Bem grande tudo, bem bonito. É milho muito saudável, que reproduzido, cuidado, tratado. Okay. E hoje serviu benefício. Oh, mãe, tudo bem? É uma alegria. Vai no o canal A. Você pensa como esse hoje tem milho assim? Sim, obrigada. Essa também agradeceu muito com esse milho. Agora amanhã vamos pisar e vamos comer. É. Eu tenho uma máquina de trabalho, máquina vai, né? Trabalho, yeah, vai một, anh, hơn một năm được đi máy móc là không có đô để mà xay nha bạn. Bây giờ là ngô đi. Cô bắp những cái bắp này. Ta cái đó nữa xin. Đấy, còn ngô về là máy bắt đầu là sẽ bần rồi rất là nhiều. Dạ, thật kì. Giống là không có bắp bé, bắp to mọi người. Đây này. Nhưng chủ yếu là đều cả. Ui dạ, quê. Quê. Đấy. Cũng có một số cây là bị bé. Đấy, tí nữa là bác thuê xe ba gác để cho mọi người cùng đưa về nhà luôn đấy mọi người. Hôm qua chỉ ở bản thôi.
É verdade. Yeah. Vamos! Até chegou aqui dentro, mãe. Tá bom. Aí lá no tanque. Esse é? Esse é tipo milho branco. Ah, mas, milho branco? É, sofreu uma alteração. Ah. É, sofreu uma alteração, é, misturou-se com esta. Eu vi phần bảy của nó còn có thổ hạt bị vàng. Do aquele milho grande, não tem 4 decimetros, né? Ah, sim, aquele guardamos. Ah, para tá, como ela. Vậy là thu hoạch xong nó từ lại ngồi rộng để mua sáu trông tiền cho mọi người đấy. Bây giờ trong ba bản nó từ làm việc anh em mình rất là yên tâm khi đi rừng hỗ trợ những cái bản lan khác. Thành tu đủ giờ ôi thành cô mi mi rồi mi liu can à à thế cô ya cô ya cô ya à đấy chứ rồi thế Maria muito milho muito milho muito milho grande grande, vê se. Não, olha, aqui tem muito grande. Você pensa como esse hoje já tem milho? Hoje estou muito feliz porque nos ofereceram milho. Vou comer muito, vou fazer fonte grande e quiçangua. Esse tipo do ano daí, né? É. Não é? Olá, bobo! Olá, bobo! Esse tipo do ano daí, né? Ah? Tipo do ano daí, né? Entra depois, barriga muito grande. É verdade. Isso já é louco, mano. Isso também. E um cũng có bắp to, bắp bé. Đấy là chắc là ở phía nửa cuối thôi. Chứ không kia đâu, những cái bắp rất là đều, mà đều to. Đến cái phần kia thành quả đây là ai ai cũng vui hết. 50 cân, 50 cân. Đấy, nó còn 2-3 lần thu hoạch nữa mọi người, nó có tiếp mà, nó còn tiếp. Chega, chega, chega. Chega. Tá bom. Tá bom. Đấy, các em bé này, ngô này, như thế. Cũng có bi nữa, bi thưa thiểu đấy bạn. Ai u, ai u. Ô, má bê luôn. Ô, bué de milho, né? Hoje você, de uma vez, pensa como esse hoje tem milho assim? Agora estou a pensar de uma seguinte forma. Hoje, aqui estamos a receber esse milho produzido aqui nessa fazenda do Canguru. E assim estamos a gostar muito imenso porque já corremos com a roda. Sim! Muita maçã grande, grande, olha só. Assim com este milho que estamos a receber hoje. O resto vou guardar para a semente, para o próximo sementeira. E o resto vou mandar fazer fuba para as crianças e a família em casa para correr com a fome. Sim, sim, sim. Cuiá! Vem, 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 vem! Tinh thần người dân bây giờ lên rất là cao nha mọi người, lên rất là cao. Đấy, anh em mình là bây giờ là cứ là bác trưởng bản là cứ chia từng nhóm một, là ngày này bẻ, ngày mai bẻ, ngày kia bẻ. Sao bà xem bên DVD de grupo đấy? Sim, sim, DVD. Hoje tipo quanto casa? Hoje estamos a ver a apresentação de 30 casas. Ah, 30 casas? 30 casas. Ontem quanto casa? Ontem só tinha faltado duas casas. Ah. É, 28 casas, hoje é 30. Ah, có ngay thì 28 hồ, ngay thì 30 hồ đấy các bạn. Đấy, bạc thu hoạch xong mẻ nào là bạc chia mẻ này luôn. Đấy, khi thì chở về ở bàn, khi thì chia ở đây. Đấy, hôm nay có cân. É verdade. Mai, cuia! Cuia! Mình muốn tụi mê liều. Ôi, hãy bì này đây đây. Ê, chị tính mai depois thì mày tới aquí. Ah, ok. Aí tem ela com. É se tipo levar o quê? Tipo do mais velha, é se não vai conseguir levar, tem caleluia levar, né? Tem caleluia que para levar. Oh. Alugamos uma caleluia para nos ajudar o transporte. Ah, aí, como você é bagar, que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, muito bem, levar, tudo bem? Muito bem, obrigada. Tá, muito bem, Leo. Tá aí um milho aí. Hã? Assim? É. É grande. É, muito grande. Hoje, a minha barriga vai ficar mesmo assim. Aí, é? Já. Assim, outro ano tem que continuar fazendo bem, para esse tipo tem milho bem. Sim. Tudo assim. Daí, mano, aí. Ngô, aí. Xê. Đây, đây. Đây, không phải aí. Não, sim, senhor. Cực kỳ đều luôn. Diga grande. Vai. Assim. É grande. Assim. Ah. Assim. Assim. É grande. Espetacular. Assim vai aguentar da tua tubo? Sim, assim. Ah. Yeah. Vai fazer fuba? Vou fazer fuba, vou levar na moagem, fazer fuba, cozinhar, dar nas crianças. Dar nas crianças comer? Yeah, comer. Depois tem mais mazoca, batata, né? Sim. Aí, sống sau là có sẵn, khoai, rau củ quả bạn. Nói chung là bây giờ là tương đối ổn định ở nông trại ba bạn. Mai về luôn, quay nuka. Ô, canawa. Canawa. Canawa.
Muito tu valeu, véi. E há muito sundianhoco. Ok, tem muito de milho. Oh, milho buei. Buei. Diga fora para ver. Ri ainda, ri ainda lá. Ri, ri, tipo ali dia. Ri, tipo ali dia. Ri, ri. Ri. Cuia. Ai, bacana. Esse olho aqui, é seu. É seu? Tá bom assim, já, obrigado já. Sim, senhora, ok. Oh, senhor, muito trabalho, velho. Tudo cuia? Cuia! Chapepa! Chapepa! Ai, vẫn còn rất là nhiều nha mọi người. Hãy cho anh, vẫn còn nhiều người. Nói chung là bây giờ hôm nay là khi này giống như anh nói, cái đâu là 30 cân rồi. Cái gì tiếp tục là anh này thêm cho 20 cân là 50 cân. Đấy. Còn dư bao nhiêu nữa thì ngày mai ngày một lại tiếp tục. Bởi vì mình nói chung là nó đang còn mà nói chung để cho bạc trường bản từ kia thôi. Mình để cho bạc trường bản nó từ để bạc ấy hướng mình hướng dẫn một lần để cân đấy. Vì là ngoài cân ở ngoài kia nó còn đang còn cân thử trong kia bốn bản mà. Đi vậy. Qua đây đi. Vì lên đó. Ai đâu, nhưng mà thực tế là luôn là lạc quan và yêu đời. Nói chung là hiện tại ở tại trang trại ba bản làng nơi đây thì mọi công việc cũng đã đi vào cái khuôn khổ rồi. Các bác là những người đứng đầu, là những người có kinh nghiệm và sẽ là dẫn dắt cả một bản làng của mình. Đấy, muốn phát triển lên thì anh em mình sẽ luôn đứng sau. Không phải là nếu anh em mình có di chuyển sang cái bản khác ấy, là hỗ trợ những cái bản mới thì tất nhiên là anh em mình sẽ quay lại đây và hàng ngày có thể xem cái tình hình ở đấy như thế nào, phải làm việc ra sao. Đấy, chứ không phải nhất thiết là lúc nào anh em mình được cùng đứng đây để mọi người ỷ là công việc anh em mình. Đấy, là anh em mình muốn tạo cái gọi là một cái cách vận dụng một cái bộ máy làm việc. Hãy đừng đâu là các trường bản. Đấy. Đấy, bạc kia rất là rõ ràng nhé các bạn, rất là rõ ràng đấy. Hôm nay nhóm này, ngày mai nhóm khác. Đấy, của bản nào bản ấy tự giác làm, rất là công bằng, không ai than vãn hết. Nếu mà thật có cái vấn đề gì xảy ra đấy, người dân sẽ nói với mình thôi. Nhưng mà rất là công bằng đấy, như thế mới được lâu dài và các bạn phải cố ý đấy. Nói là người dân nghe đấy, bảo làm là làm thế nào đấy, khi nào gieo ngô là phải cắn dây hoặc là trồng rõ như nào đấy các bạn, rất là bài bản. Chúng là anh em mình bây giờ trong ba bản này là anh em mình không cần phải bận tâm nhiều rồi đấy. Kể những ngày tháng anh em mình về Việt Nam đấy, người dân từ giặc làm đấy, cái từ giặc là cái tính cách đầu tiên để có một cái có một để sau này là có cái thành công này mọi người. Đấy, chứ bây giờ mà ỉ lại thì sẽ là không có đâu, không có ngô đây mà thu hoạch đâu đấy. Như ở ngoài bốn bản thì mình cũng đang tạo cho các bác bốn bản, bốn trường bản. Mình chủ yếu làm việc với bốn bản trường bản, còn từ đó là bốn bản trường bản nó sẽ nói lại về là người dân nha mọi người. Dạ, sao bà Fika DVD bây giờ? À, tạm biệt, bây giờ. Mục Cadu bà về. Ok. Đây, bây giờ là cái bản này giống như bản Việt Nam đấy mọi người. Gì cũng có, đóng cái trang trại này hết. Từ cam, xoài, chanh, các thứ có hết. Đây, rau này. Rau củ quả mọi người. Đây là bầu Việt Nam này. Bầu. Ở đây là phục vụ, chủ yếu là phục vụ buổi trưa cho người dân làm việc ở đây ăn ba bản đấy mọi người. Ba bản. Đấy, rất là tốt luôn. Nếu không có rau là mình phải đi mua đấy. Nhưng mà mày cũng có bầu mà bánh thạch hướng dẫn cho người dân là cái cách chế biến và ăn uống thì cũng là nhiều lần rồi. Đấy, giờ có những cái bầu đấy là bầu ngắn này. Bầu này là bầu quả ngắn nha mọi người. Đấy. Để bảo người dân ăn chứ không để như này là hỏng đấy. Cái này luộc chấm mắm tôm cực kỳ ngon đấy mọi người. Đấy. Nhìn đã ở mặt nè. Có rau củ quả đây, mướp các thứ, mướp ra cái quả này. Ăn không kịp ra đây mọi người. Cảm ơn anh chị. Quả cực kỳ nhiều lắm, cứ một mùi mướp cái này là ra quả liên tục luôn. Quán ta cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Đây này. Một lần này. Là rau mong tới này, những cái hạt này hôm sau nó từ rụng xuống là sẽ đi mọi người. Đấy, những cái hạt này sau rụng xuống nó trong sẽ mất. Vâng, là trăm bây giờ đó. Khổ quá mập đắng này. Thật này thùng con này có hết rất léo bị đỏ bị Việt Nam đấy. Bị nấu cánh, sao
trong trang trại ba bản này bây giờ nó cũng khá ok đấy. Ra số ba, agora DVD nhá. Eu vou subir para ver do show para o banco tirar do milho aí, velho. Tá bem. Então dividi bem para depois continuar bom trabalho. Já, claro. Já. Estamos acompanhando esta divisão, esse mesmo a distribuição, divisão para cada um de esse nosso pessoal que aqui trabalha na fazenda. Esperamos que essa nossa divisão seja uno e incompreensível. Porque ninguém já aqui está discutindo, está todo satisfeito. Já é alegre! Cuiá! Tá cuiá! Tchau, beba! Tá. Ok các bạn, bây giờ để cho bạn đường bản đường ấy kia thì mình sẽ lấy lên kia xem bản mango thu hoạch thế nào. Đấy để xem cân kia như nào, là để cho các bạn để lại thêm một ngày nữa, vì là mình cũng đứng kia nữa, ngoài bản ngoài nông trại bốn bản làng. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Nhập Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Trên băng cũng đã hái được chứ? Thì đang thu hoạch, đang gửi ở đây là cũng vừa vừa đây. Các bạn cũng đang chia nhóm đây. Nhóm cứ hôm nay là 20-30 hồ, ngày mai 20 hồ chẳng hạn đấy. Để cho dây chia, không là đi đường xá xôi đấy. Đi đường xá xôi là bê về cũng mệt đấy. Làm tập trung thì cũng được, nó vất vả lắm. Đấy, lần giờ mà gọi cả các bạn đến đây tập trung thì biết mấy trăm người là lồn xồn, các bạn rất là lồn xồn. Hãy cứ để cho bản nào của bạn, của các bạn trưởng bản đấy, cứ làm việc đấy. Đấy, cứ mỗi nhóm như vậy là cứ mỗi bản như vậy là hôm nay 20 hồ rồi 30 hồ chẳng hạn đấy, từ thu hoạch từ ngày mai 20-30 hồ khác đến như thế một vài hôm là hết đấy mọi người. Lúc nào mà chuẩn bị cây, tập trung lại cây đấy, cây đấy, bừa đấy, các thứ đấy là sẽ đông, cực kỳ đông luôn đấy, ra hết. Chào sao bài đấy bôi nhá. Dạ, tạm biệt. Eu vou ir lá em cima ainda. Tá bem. Mas eu, mim, lê, então, boa continuação. Bom dia. Bom, tchau, já. Tchau, obrigado.